Sáng ngày 25 tháng 1 năm 2019 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí trụ sở chính qua các thời kỳ nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019. Mở đầu cho buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc qua sự thể hiện của câu lạc bộ Hương Sắc Mùa Thu với các thành viên là cán bộ hưu trí trụ sở chính Vietinbank. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ đã thông tin tới các cán bộ hưu trí về những thành tích, kết quả kinh doanh đã đạt được của Vietinbank trong năm 2018. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ nhấn mạnh, để đạt được những thành tích to lớn, đáng tự hào này, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống, phải kể đến sự kế thừa tích lũy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước đã đặt nền móng quan trọng cho sự ra đời và quá trình xây dựng, phát triển của hệ thống Vietinbank. Vì vậy, hoạt động gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí được tổ chức thường niên giàu ý nghĩa, thể hiện tấm lòng, sự tôn kính đối với các thế hệ cán bộ hưu trí và là nét đẹp văn hóa của Vietinbank. Trong không khí đầy sắc xuân thân mật, ấm áp của buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và toàn thể cán bộ, người lao động hệ thống Vietinbank, ông Lê Đức Thọ đã gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc năm mới xuân Kỷ Hợi an lành hạnh phúc, rồi giao sức khỏe tới các cán bộ hưu trí Vietinbank qua các thời kỳ. Thay mặt các cán bộ hưu trí, bà Nguyễn Thị Hường, trưởng ban liên lạc cán bộ hưu trí trụ sở chính, đã bày tỏ tình cảm xúc động trước sự quan tâm của ban lãnh đạo Vietinbank đương nhiệm đối với cán bộ hưu Vietinbank qua các thời kỳ. Bà Hường nhấn mạnh, các thế hệ Vietinbank đi trước luôn tin tưởng rằng với truyền thống gắn bó, sự đoàn kết và bản sắc văn hóa, Vietinbank sẽ không ngừng vươn lên để phát triển mạnh mẽ và bền vững để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.